Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về con Flycam hút xăng Dino Pro cộng. Trong quá trình mình sử dụng thì có những ưu điểm, khuyết điểm gì thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ nói lên trên này để cho nhiều bạn đang quan tâm về con Dino Pro cộng này. Các bạn có thể tham khảo là có nên mua hay không. Thì mình thấy có rất nhiều bạn giới thiệu chia sẻ về các dòng Flycam, đặc biệt là con dòng DJI, nhưng mà mình thấy ít ít bạn giới thiệu cũng như là review về cái dòng Dino Pro cộng, Dino Pro đời đầu, đời thường đấy. Thì mình thấy rất là nhiều, nhưng mà con Dino Pro cộng thì mình thấy ít bạn nào mà chia sẻ lắm. Lúc mà mình định mua cái con này đấy thì mình có lên YouTube, mình cũng có tìm clip để mình xem các bạn review, nhưng mà mình thấy không có, rất là ít. Các bạn chỉ giới thiệu sơ sơ, test sơ sơ thôi chứ mình không thấy các bạn test rõ. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình, thì sẵn dịp này thì mình làm clip, mình chia sẻ luôn. Đấy, mình nói luôn để cho những bạn nào đang quan tâm, các bạn có thể xem được clip này, rồi các bạn có thể là có nên mua hai con này thì hay không. Thì đầu tiên mình sẽ nói về khuyết điểm đi. Thì khuyết điểm thì con này nó nặng, nói chung là rất là nặng, nó nặng hơn con DJI Mini 2 mình đã từng sử dụng, nặng hơn rất là nhiều. Đấy, thứ hai nữa là cái tốc độ kháng gió của nó đấy, cái tốc độ giữ vị trí của nó đấy, thì mình thấy nó cũng không bằng con Mini 2. Đây, nó hay bị trôi, nó trôi hơn con Mini 2 rất là nhiều. Đấy. Tiếp theo nữa là cái cánh quạt của nó, chính vì nó nặng, cánh quạt nó to hơn con DJI, con Mini 2 luôn, cho nên là mình đã bay tầm 5-70 mét nhưng mà mình vẫn nghe được cái tiếng ồn của nó rất là lớn. Đấy, thì nhiều lúc tiếng ồn lớn thì cũng trở thành một cái khuyết điểm các bạn. Mình không thích Flycam mà tiếng ồn nó quá lớn, dễ bị người ta phát hiện cũng như là nghe. Đấy, còn về ưu điểm thì mình thấy con này bay rất là tốt. Đấy, quay clip thì cũng rất là chất lượng, và quay đêm thì cũng rất là tốt nha. Mình đã có clip quay đêm ở trong kênh của mình, thì mình quay bằng con này thì mình thấy chất lượng clip cũng rất là tốt, không phải quá mờ và cũng không phải là quá tốt, nhưng mà nó nằm ở mức trung bình các bạn. Tại vì dĩ nhiên là so với dòng DJI thì camera nó sẽ không bằng rồi, nhưng mà với chất lượng như thế này thì mình thấy khá là ổn, các bạn cũng có thể là nên xem thử. Còn về pin thì mình thấy nhà sản xuất người ta nói là bay được tầm 45 phút, nhưng mà mình đã thử rồi, thật ra là nó không tới 45 phút các bạn, nó chỉ tầm, mình nghĩ tầm nửa tiếng đổ lại thôi. Nửa tiếng đổ lại là các bạn bay lên đấy, bay lên mà các bạn không quay đấy, các bạn để cho nó bay rồi các bạn test thử đấy, thì mình nghĩ tầm nửa tiếng đổ lại. Còn mà các bạn vừa quay vừa bay ấy, thì mình nghĩ trong vòng mà 15-20 phút thôi, chứ không tới nửa tiếng 45 phút như nhà sản xuất người ta nói đâu. Như thế là cũng khá ok rồi, tại vì Flycam thì chúng ta chỉ bay lên rồi chúng ta lấy vài phút thôi, trong vòng 3 phút 5 phút đổ lại thôi, chứ chúng ta cũng không có lấy nhiều, cho nên là mình nghĩ trong vòng 20 15-20 phút thì cũng khá là ok rồi, không có cần quá đâu, mình nghĩ như thế là cũng khá là ổn. À, còn cái vấn đề mà các bạn lo về vấn đề là rơi rụng đấy, thì mình nghĩ là vấn đề này các bạn không cần phải lo lắng đâu, tại vì nó rơi rụng là nó nằm ở cái dòng Dino đời đầu thôi, chứ mà khi mà nó nâng cấp về sau lên bảng là Dino Pro đấy thì nó sẽ không còn cái vấn đề rơi rụng nữa, nó đã fix lỗi được các bạn. Và đến khi con Dino Pro cộng này nữa thì các bạn hoàn toàn yên tâm đi, mình đã bay rất là nhiều rồi, mình đã bay con này trong vòng 4-5 tháng rồi, mình thấy khá là ổn, không có vấn đề rơi rụng gì đâu. Rơi rụng là do các bạn bay gió lớn, gió quá lớn, và các bạn bật chế độ sport ấy, là bay nhanh ấy. Thì mình nghĩ các bạn chơi Flycam thì bạn không nên bật chế độ sport đâu, tại vì chế độ đấy là chế độ bay rất là nhanh, mà gặp gió lớn đấy thì các bạn lướt hết cỡ đấy, thì nó gió nó tạt lại thì con Flycam nó sẽ bị lật ngược. Mà cái dòng Flycam này khi mà nó lật ngược thì nó sẽ không kiểm soát được, nó sẽ mất cái điều khiển, thì nó sẽ gọi là nó tắt đấy. Đấy, nó tắt thì nó sẽ bị rơi thôi đấy, cho nên là mình nghĩ các bạn không nên bay chế độ sport làm cái gì, các bạn nên bay chế độ thường thôi. Thì mình đánh giá như đấy thôi, thì mình nghĩ với tầm
Dưới chục triệu thì mình nghĩ một sự lựa chọn khá là tốt khi các bạn mua con Zino Pro cộng này, bay lâu dài này, quay ổn định này, hình ảnh thì cũng đẹp này đấy, thì mình đánh giá là con này rất là tốt, thì các bạn có thể tham khảo thử con này ở mấy shop uy tín đấy. Thì clip này thì mình chỉ chia sẻ như đấy thôi, tại mình thấy có nhiều bạn hỏi mình là có nên mua hay không, rồi có bị rơi rụng gì hay không, thì sẵn dịp mình làm clip mình test cũng như mình giới thiệu cho các bạn tham khảo thôi đấy. Các bạn nào xem thì nhớ like, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những clip nhất của mình nhé. Tạm biệt các bạn.